Đêm qua và sáng nay, trên địa bàn biên giới huyện Quảng Ninh Lệ Thủy có mưa to đến rất to. Cả sông suối, nước dâng nhanh, gây ngập lụt, chia cắt nhiều nơi. Các đơn vị biên phòng đã tăng cường lực lượng xuống các bản làng hỗ trợ nhân dân di dời. Tại địa bàn đồn biên phòng Làng Mô, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, mưa to, nước từ cả sông suối đổ về sông Long Đài qua địa bàn xã dâng cao. Nhiều bản làng đã bị chia cắt như Dốc Mây, Rình Rình, Pờ Loang, Trung Sơn, Hôi Giấy, Nước Đắng. Ngay trong đêm 27 tháng 10, đơn vị phối hợp với địa phương vận động di dời một hộ ba người dân nằm trong vùng có nguy cơ ngập lụt về đồn để tạm trú. Sáng nay, đơn vị triển khai một tổ 8 cán bộ chiến sĩ giúp các hộ gia đình có nguy cơ ngập lụt di dời tài sản lên vị trí an toàn. Tại các địa bàn biên giới huyện Bố Trạch, Minh Hóa, một số sông suối nước bắt đầu dâng cao gây chia cắt cục bộ. Các đồn biên phòng Cà Ròng, Cồn Roàng, Cà Seng đã điều động lực lượng bám địa bàn, thiết lập cảnh báo, hướng dẫn và tuyên truyền người dân thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn trong mưa lũ, không đi vào rừng và cả hoạt động ở suối khe trong những ngày mưa. Trên địa bàn thành phố Đồng Hới, mưa to sóng lớn đã đánh chìm hai thuyền đánh cá đang neo đậu tránh trú bão của người dân xã Bảo Ninh, Quang Phú, không có thiệt hại về người. Đồn biên phòng Nhật Lệ đã điều động một tổ 7 cán bộ chiến sĩ hỗ trợ tham gia trục vớt tài sản cho ngư dân.